hơn 10 mét đó, và trên một cái tán rất là xanh nè, rất là xanh, và hai làn đường đó cô bác anh chị thấy không, họ chỉ trẻ ra thôi. Tôi biết đó là tôi 10 tuổi rồi, dạ. Nó cục đá đâu đó nằm sát cái chân bờ lề vậy đó, dạ. Nó rất độ như xíu độ cát, rồi cái người ta mới được, mà bây giờ người ta có kỹ sư mà ta phá không được rồi, người ta để luôn chứ cái dầu bự của hồi giữa lộ đó, hồi đó cũng cặp ở trong lề đường vậy nè, rồi cái sau này cái người ta chặt nhánh mấy nhánh đó, ta phải xin keo, xin mấy người trên trước đó. Như là đến đó cũng như là cái cửa bước vào thứ nhất của vô trong cái ngôi của Đức Quảng Trưng này, nó cũng đến đó mà trình nha, các vị ta đến đây trình vậy đó, giờ mới được đi vô đây vậy đó. Với cái một là cây dầu, cũng không ai được đập phá, không ai phá, mà nó tiếng cây dầu đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang. Và phía trước cô bác quý anh chị là một con đường rất là đổi bình thường. Nhưng trên con đường này nếu như mà cô bác quý anh chị sẽ để ý được gần, chúng ta đây sẽ thấy được một cái điều cực kỳ linh thiêng mà không phải ai cũng biết. Mặc dù trước đây thì trên cái con đường này Bùi Hồ chạy xa xa thấy một cái cây đằng kia ở giữa đường, cô bác quý anh chị thấy không? Đó là một cái cây dầu giữa đường. Thì những người dân ở đây á, thì người ta cho rằng là cây dầu này rất là linh thiêng, mà những video clip trước đây Bùi Hồ có quay. Và điều độc lạ nữa mà một cái dòng xoay á, cô bác quý anh chị, ở đây là cái ngã ba nè, bên đây nè, một cái ngã ba đi về hướng bên đây và một cái ngã ba đi về hướng bên đây, thì Bùi Hồ sẽ gặp được một cái vồ đá. Cái vồ đá này không biết tại sao như thế nào, nhưng mà vồ đá này người ta không có dám đụng chạm tới. Và khi người ta không dám đụng chạm tới thì người ta sẽ xây luôn một cái hình một cái dòng xoay như thế này hả. Chúng ta thấy nè, đây một cái vồ đá giữa đường và ta xây thành một cái vòng xoay luôn nè. Nè cô bác quý anh chị thấy không, đó, một cái tảng đá rất là to và người ta tự xây thành một cái vòng xoay như thế này. Và không biết là có từ bao giờ, thì chút xíu nữa Bùi Hồ hỏi người dân ở đây coi. Thì cái vồ đá này, cái vòng xoay này thì nó cũng khá là lớn, khi đường kính nó khoảng tầm 3 mét đó cô bác quý anh chị. Đường kính 3 mét và từ ở dưới này lên trên đây nè khoảng tầm 2 mét đó. Ở đằng kia thì lại có một cái cây dầu án ngữ giữa đường đằng kia nữa. Bây giờ mình sẽ đi gần gần lại đằng đó hay cô bác anh chị. Đó, một thứ nhất là cái vồ đá rất là lạ ha. Và bây giờ thì mình sẽ qua đây. Đây nè, quay cho cô bác anh chị về cây dầu linh thiêng nè. Người ta sẽ chia sẻ là trong cái quá trình mà làm đường thì người dân ở đây đó, họ những cái người thi công á, họ chỉ cần mà tỉa cái nhánh ở trên đó thôi là họ gặp tai nạn và từ đó về sau là họ không dám đụng chạm đến cây dầu này luôn. Và rất là nhiều sự tích câu chuyện về liên quan đến cây dầu này. Có nhiều người thì gọi đây là cây quan hồn, vì nơi đây ngày xưa khi mà Pol Pot tấn công về Việt Nam đó, thì chắc có lẽ nơi đây là nơi của những họ chắc chứa những cây quan hồn rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy linh thiêng hay không? Cây này thì nó cao khoảng tầm hơn 10 mét đó, và trên một cái tán rất là xanh nè, rất là xanh, và hai làn đường đó cô bác quý anh chị thấy không, họ chỉ trẻ ra thôi và không bao giờ dám đụng phạm đến cây dầu này. Mặc dù là chỉ trẻ nhánh thôi nhưng mà không xin phép thì không được. Và gần cây dầu này thì có một cái ngôi chùa đó, chúng ta thấy cây dầu này linh thiêng nè. Ở đây họ buổi tối họ dâng đèn để cho mọi người khi mà đi qua thì qua họ biết họ đường né thôi. Và như thế nào thì mình cũng phải nhờ người dân hỏi rõ thì mình mới trả lời được. Cô bác quý vị thấy cái ao vị bên kia đó thấy không, đó, cực kỳ linh thiêng luôn á. Ngày xưa giờ cô bác quý vị có thấy cái nào giữa đường giống như vậy không? Muốn hiểu rõ thì phải hỏi người dân ở đây nè. Nó có lâu rồi nhưng mà người ta mới xây. Mới xây lên cục đá giữa đường lúc trước thôi ha. Lâu thù đời kiếp nào trăm năm gì á. Dạ. Rồi bắt đầu người ta mới xây là lên lại dòng xíu gì đó. Chứ lúc trước là một cục đá thôi. Cục đá thôi. Nhưng đá mà gì đó cho nên không ai dám phá, dám đập gì hết trơn á. Rồi bắt đầu mới tắm
Ồ vậy hả? Bồ linh thiêng quá mà chị cô. Đúng rồi. Đó đó ngay trung tâm của người ta đó, bởi vì đâu có ai dám nói gì đâu. Người ta sợ, người ta không dám đụng vô. Không. Xây dòng vậy đó làm dòng xiếng luôn. Ừ. Chứ dân ở đây người ta chính quyền cũng không dám đụng luôn hả? Không. Ai dám đụng hết trơn đó để vậy đó. Rồi sao cô kể con nghe tại sao vậy nghe cô ha? Thì hồi xưa tới giờ vậy thì người ta để vậy chứ cũng không biết gì sao nữa. Vậy cũng biết sao. Dạ. Rồi cục đá đó như là cục đá dồ ngã ba đó, người ta kêu vậy đó. Cục đá dồ hả? Ờ, đá dồ ngã ba. Đây là cục đá gọi là cục đá án ngữ ở ngã ba này luôn đó cô bác quý chị. Trước đây thì chúng ta thấy có nhiều ngôi chùa. Làng nói về làng Ba Chúc này thì ngày xưa đây là một cái nơi thảm sát ở nơi đây. Đấy, Bùi Hồ sẽ quay một vòng cho cô bác quý anh chị thì chắc có lẽ là đây là cũng là mới xây nên thôi. Nên là nữ là cũng không nhiều người biết đến về cái sự tích này. À, chúng ta thấy một cái vòng xây mà độc nhất vô nhị nước Việt Nam đúng không? À, dạ cô bác quý anh chị, phía trước mặt cô bác quý anh chị là ngôi chùa Tam Bửu, một trong những ngôi chùa rất là linh thiêng. Và nơi đây thì chúng ta thấy ở trong cái ngôi chùa này thì chúng ta sẽ thấy nơi chứng tích của bọn tội ác Pol Pot. Và đây là một trong những ngôi chùa theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Nói về các nhánh đạo của An Giang thì chúng ta sẽ biết đến ba nhánh đạo chính. Một là Tứ Ân Hiếu Nghĩa, hai là Bửu Sơn Kỳ Hương và ba là hiện nay là đạo Hòa Hảo. Thì để tìm hiểu thêm về sự tích về một cái vòng xoay độc lạ nhất nước Việt Nam, hay còn gọi là Vồ Đá, và để tìm hiểu về cái cây dầu, sự tích cây dầu đằng kia thì mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để vào đây tìm gặp ông Từ ở trong ngôi chùa này ha. Đây, qua hướng bên đây là nhà trưng bày này cô bác quý anh chị, nơi chứng tích tội ác của Pol Pot mà Bùi Hồ thực hiện ở những chuyến video lực clip trước rồi. Này thì mình vô đây chùa theo đạo Tư Ân Hiếu Nghĩa và nơi đây là thờ Đức Bổn Sư. Cái khánh ở đây ha. Khánh tổ, kêu là khánh tổ. Dạ. Giáo tổ Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Cũng người ở đây tại lâu lâu vô viếng thăm, vô cúng Đức Bổn Sư vậy thôi. À, chứ không có từ. Dạ. Còn đây là ngôi Long Đình. Thì ra chờ chú là người đạo ở đây. Dạ chú đạo là Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Ngôi Long Đình là sao thầy? Ngôi Long Đình là nó báo giặc của Đức Bổn Sư à. Của ngày xưa. À, cái nào là báo giặc chú? Đây nè, cái này nè. Ồ, là sao chú? Là nơi đây là ngày xưa Đức Bổn Sư? Ngày xưa của Đức Bổn Sư. Ngồi hả chú? Cái này có ngày xưa Đức Bổn Sư cũng là mấy cái vị tiền bối của Đức Bổn Sư. À, thấy không? Chia sẻ với cô bác quý anh chị, Đức Bổn Sư là Đức Bổn Sư Ngô Lợi á. À, Ngô Lợi là, ổng là tên là Ngô Lợi. Dạ. Chú thì con ngoài việc con đến đây, con đến những ngôi chùa theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa của mình. Thì con còn biết được ở đây có rất là nhiều câu chuyện linh thiêng. Đó là ở ngoài kia thì có một cái dầu đá dòng xoay hả chú? Dầu đá với lại cây dầu. Cây dầu đó. Dạ, này chú có thể chia sẻ con cái câu chuyện đó được không? Cái đó thì nó ngay chú còn nhỏ tuổi. Dạ. Chú không hiểu nổi. Dạ. Thấy không? Vì vậy ra cũng nghe ông bà ở đây cục đá đó. Là cũng như sau này là cục đá là để cũng như là một mấy cái vị ta, cái đó là không ai dám đập, dám phá được hết đâu. Kêu bằng hồi trước đó là kêu bằng đó dòm cái dầu cấm. Dạ. Còn chú cũng như còn nhỏ, hậu sanh là không biết. Dạ. Cũng như cũng nghe ông bà nói lại thôi. Còn cái này là chú cũng biết là cũng nghe ông bà nói lại là cái này là của cái ngôi Long Đình của Đức Bổn Sư hồi xưa, là cũng như các tổ tiên của Đức Bổn Sư á. Ờ, thì cái dầu đá đó là không ai dám đụng hết trơn hả chú? Ờ, mà bây giờ cũng bình thường như cái dầu đá là không ai dám đụng á. Bây giờ thay lại cái dòng chiến rồi đó. Dạ. Dầu đá đó. Là linh thiêng, chú có nghe ông bà kể lại như thế nào không chú? Là linh thiêng đó là nói sau này cũng như là các về là một phần về hội là cũng như cục đá đó, để cũng như là đến đó cũng như là cái cửa bước vào thứ nhất của vô trong cái ngôi của Đức Bổn Sư này đó, cũng đến đó mà trình nha, các vị ta đến đây trình vậy đó, giờ mới được đi vô đây vậy đó. Với cái một là cây dầu cũng không ai được đập phá, không ai phá. Mà nó tiếng cây dầu đó là không còn cây dầu nữa, giờ một cây chọp với cây bồ đề nữa lên. Nha. Chứ còn cái hình cây dầu rồi không còn cây dầu nữa. Hồi trước ta nghĩ rằng như chiến tranh của thì nó ngay đại quốc gia, chú cũng được 10 tuổi mấy tuổi rồi chú cũng biết. Thì hồi chiến tranh hồi đại quốc gia thì ta giành dân chiếm đất. Yeah. Thấy vậy không? Yeah.
tới đời này chắc người ta nói thầy rằng Khmer đỏ này nó cũng một nhóm nhỏ thôi, giặc Tây Nam này chắc thôi nó cũng giành dân chiếm đất giữa Trung Quốc với mình, cũng gần gần giống vậy thôi, giống như ta nghĩ vậy thôi, người ta lấy phần đông mà. Dạ. Chứ không ta nghĩ là nó diệt chủng vậy. Dạ. Thấy vậy không, theo là chú nghĩ là vậy, mà theo ông bà cũng nói là vậy thôi, lấy phần đông thôi chứ không có nghĩ rằng là nó đã diệt chủng. Chú lúc đó thì Pol Pot tiến vào đây thì chú có ở đây không? Không, chú chạy về bên ngoài. Ở giờ dầm cống thông lưu mình đó. Dạ. Dầm cống mà bắt dầm cống á. Dạ, ở Long Xuyên. Long Xuyên. Chú rất là nhiều. Dạ, không có gì. Thôi thôi chú cũng nhỏ tuổi thì chú nghe ông bà nói cha, ông bà nói sao thì có ông mình biết được nhiều nói nhiều. Dạ, dạ. Hộp nén hả bạn? Ừ, có hộp nén với bánh lọ. Dạ, có bán ly hay bán bọc đem về thôi? Bán bọc về thôi mà cô không có ly. Ồ. Bán đi về thôi mà chứ không ai ăn đây chứ. Vậy hả bạn? Ờ, con cảm ơn bà nha. Tại con tính mua ly á. Ừ. Tại vì ít có ăn ly quá, tao mua đi về không à. Dạ. Bà cho con hỏi cái bà. Cái vụ đá đằng kia đó bà. Ủa thì cái dòng xây đằng kia đó. Ừ. Là cái cục đá nó có lâu chưa bà? Lâu rồi. Mấy chục năm rồi, cỡ năm tới chục năm rồi. Hậu chú biết á là tôi 10 tuổi rồi. Dạ. Nó cục đá đâu đó nó nằm sát ở trong bờ lề vậy đó. Dạ. Rồi đó có độ như xíu độ cát. Rồi cái người ta mới làm lộ bự ra, cái thay đưa cái cục đá về chính giữa. Cái cục đá nó có chữ thập này nè. Hình chữ thập hả? Ừ, nó chữ thập. Ồ. Cục đá nằm sát trong mà lề vậy đó, là cái bây giờ ta làm lộ nông ra nó bự đó, ta đưa ra giữa lộ luôn. Cục đá nó là hình chữ thập luôn hả bà? Chữ dạng hay chữ thập? Chữ thập này nè. Chữ thập vậy đó. Dạ, linh thiêng không bà? Cái đó mình không biết, tự nhiên nó mọc lên vậy đó. Cái trong đạo đó, mấy ông ngày xưa đó, ta nói á, nữa mình ở đây mình tu á, mà mình không được, còn mấy người bên ngoài á, ta vô mà ta được. Rồi cái mình tức đó, mình đập đầu đá đó mình chết. Nói vậy đó, mấy ngày xưa nói vậy, mình nghe nói gì kể, mình nghe gì thôi. Rồi mấy người già cả, nó chết hết rồi. Mấy người đó tu truyền lại thì chết hết rồi ha. Còn đời bây giờ thì mình tuổi trẻ lớn lên, không có biết cái gì đâu. Dạ. Là cái này là hầu năm sao giặt miên về nó mới làm lộ. Hồi đó đường lộ đất chứ không lộ nhựa. Vậy là cục đá nó càng ngày càng lớn lên hả bà? Ừ, càng lớn lên chứ. Ngày xưa sáu mấy tuổi rồi, 64 tuổi rồi, biết rồi, 64 tuổi nằm sát bờ lề vậy đó. Nhưng mà tại sao nó lớn không mà người ta không đem nó vô, hay là sao mà ta lại làm được cục đá án lửa chưa? Người ta phá không được. Mà bây giờ người ta có kỹ sư mà ta phá không được, rồi ta để luôn chứ. Cái cây dầu bự của ngồi giữa lộ đó, hồi đó cũng cặp ở trong lề đường vậy nè. Rồi cái sau này cái người ta chặt nhánh mấy nhánh đó, ta phải xin keo, xin mấy người trên trước đó, mà người ta mé ta không cho, không cho mé đại cũng chết mấy người, người ta không dám, người ta để giữa lộ luôn, người ta nông lộ ra, ta để cái dầu chính giữa lộ luôn, giờ cái dầu giữa lộ đó chỗ Mỹ Hòa lên cho cái đá đi xuống chút đó. Dạ. Cái dầu đó 300-400 tuổi rồi đó. Ồ. Ừ, lớn lâu luôn. Cái đó. Dầu đó cũng giữa lộ luôn ha. Ừ, giữa. Hồi nãy con thấy đó. Hồi nãy thì nó trong lề đường, bây giờ cục đá đó thì sau này cái nó làm lộ ra. Cái nông cho nó bự ra, nó ra giữa lộ đó. Dạ. Vậy đó. Cây dầu đó cũng mé là bị chết thôi bà. Ừ, rồi người ta không có dám. Giờ ta để gì luôn, cái trời quánh chết thôi, hết mấy nhánh rồi đó. Dạ. Giờ một nhánh con ra. Trời đánh cây dầu đó luôn hả? Ừ, đánh ma đánh quỷ gì mình không biết. Cũng tét nhánh luôn. Là ngày xưa giờ cây dầu giữa đường đó thì nó có thường xuyên xảy ra tai nạn đâu không? Không. Không hả bà? Bình thường không có gì hết. Người quánh da tàn bự quá, người ta lò mé, người ta xin keo. Xin kem mấy người khúc mặt nó ta không cho, ta không cho mé. Thì sau này trời quánh chết thì nó cũng hết rồi. Còn nó có hai ba nhánh nhỏ nhỏ à. Còn như nha, cái năm vô không à. Dạ. Vậy đó. Ồ, con thấy cục đá nó cũng chắc cũng linh thiêng thôi bà ha. Ừ, không biết sao, không biết. Mà cũng không có gì ảnh hưởng hết. Dân ở đây thì mình sống bình thường ha. Sống bình thường đó, giờ cũng vậy. Nhưng mà cục đá đó là chỉ riêng là không ai dám làm đụng chạm hết. Ừ, đập cũng không bể, đập cũng không được. Đập không bể hả? Người ta kỹ sư người ta vô người ta phá không được. Giờ ta để gì luôn. Kỹ sư nó phá không được hả? Ừ. Rồi nếu nó làm được thì nó làm được nó bỏ luôn. Rồi đưa nó ra ngoài lộ vậy, nó nằm cục trụ vậy đó. Ồ. Ai muốn chạy vòng chạy ngang thì nó chạy. Có nghĩa là cục đá nó là nằm ở đó thì bắt đất dĩ kỹ sư đồ phá không được luôn. Ừ. Thì không được thì bỏ luôn. Phải được thì bứng rồi. Đâu để dưới lộ chi? Vì hồi đó nó nằm ở trong lề đường á. Rồi mình nông lộ ra thì nó phải ra chính giữa rồi nông bự ra rồi đó. Cái đường mà hầu Giặc Miên về đến năm 78 á, là lộ đất chứ không phải lộ gì.
Rồi sau này cái im giặt rồi về ta mới làm lộ lại. Dạ. Chứ đó đường đất không à. Dạ. Bà thấy cục đá đó cũng không có cũng... Không có gì trở ngại hết, bình thường vậy đó. Dạ. Đá lớn chứ sao không, rồi nó nhỏ xíu mà bây giờ nó bự, trượt bự đó. Mà vòng vòng ở đây tất cả các đường thì con thấy chỉ có cái con đường đó là độc nhất luôn á. Ừ. Cục đá với cây dầu nằm ở giữa đường luôn. Ừ, cục đá giữa đường, cây dầu giữa đường. Ngày xưa bom bót bà có chạy giặt hả? Có, chạy lên đó. Hồi đó lúc đó bà nhiêu tuổi? Được 19 tuổi. Chạy lên đó. Chạy lên núi, núi tượng đó hả bà? Núi đó núi tượng không bà? Đó là núi dài, núi tượng ở đây nè. Cái lưng mình nè. Núi, núi đó là núi dài Nam Giếng hả? Ừ, núi dài đó, dài tú qua núi Cấm. Nó à. Đuôi với núi Cấm. Dạ. Núi Cấm nó cũng có lên mà núi này nó cũng lên, mà lên nữa núi lại xuống rồi. Còn núi này nè, núi này nó mới lên ở nè, ở mười mấy ngày. Lúc đó bà gặp bà sợ không? Mình đâu được tận mặt đâu. Mà thấy nó đi thôi chứ mình đâu có lừa. Mà trốn hả? Ừ, mình trên núi đó đó, mình thấy đi xuống này nè, mà ở dưới mé đó. Đã đi vui dưới chân mà thấy chưa, mà lấy trên cây trên vỗ đá mình dòm thấy chưa. Ồ, lúc đó trốn sợ dữ không bà? Ở trên mình không có sợ. Nó đi lên thì mình đi lên. Nó đi tới đâu mình biết chân, đi tới đâu đốt lửa tới đó là mình biết rồi. Chứ nó không đi âm thầm như mình đâu, nó đi tới đâu là nó đốt lửa, đốt đốt vậy đó. Cái mình thấy cái nó đi lên thì mình đi lên nữa. Vậy là bà là nhân chứng sống của ngày xưa rồi, đúng không? Rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái nó giết thì mình không thấy. Dạ. Nó giết thì mình chạy mất tiêu rồi. Cũng ở đây còn gần, còn ở đây hết là tới 2-3 ngày nó qua chợ. Như là tôi đi bữa 16 là chiều 16 là vô tới chân núi rồi. Vô tới chân núi rồi tôi đi nữa, đi qua Ti Tôn. Đi lên núi đi hoài hoài, đó là chân núi là đi lột con bệnh là Ti Tôn. Giờ ở đây nó giết ai nó giết đi, mình đi mất tiêu rồi mình đâu có thấy. Lúc đó bà chạy với ai? Cái đó là mới vô, nó vô ở đây nè là tôi chợ chạy rồi. Có mình bà hả? Không, còn gia đình nữa. Mà không có ai chết chứ, có ông già, ông trời trong chùa đó. Nó vô nó giết ông. Mà cô không giết sớm, mà giết có khoảng 9-10 giờ. Là ba ruột của bà hả? Ừ. Thấy mình độ là cả 9-10 giờ mới giết ông, thì nó vô là ông trốn rồi. Đầu khi khuya là tôi độ chắc là ông chết ngay trên ngạch cửa chùa, chỗ cầu thang chùa mới bước xuống à. Chùa này đây hả bà? Chùa bên chợ đó. À. Rồi nó bắn ông chết nằm nữa trên, nữa dưới rồi mình độ chắc ông chạy ra. Ông chạy ra nó bắn ông, cũng như cái kiểu mà nó ông nói không có nó đó, nó kích sẵn ông không hay đó. Ông chạy ra nó bắn ông. Là ông chết bữa cái đêm 16 luôn. Lúc đó ông nhiêu tuổi bà? Lúc đó tôi được 19 tuổi, ông nhiêu tuổi tôi cũng biết. Rồi sao nó đi về rút về bà mới nhà đi nhặt xác ông hả? Nó rút về giờ ở sớm mình nè, ta đi về ta nhận xác ông nó chôn luôn. Tại vì ông là ông từ trong chùa. Ông làm chủ trì. Rồi nó biết ổng, rồi ở chòm sớm tao biết đó, người ta đào lỗ, người ta khi xuống tao chôn luôn, dập luôn. Chứ không có hòm vuông gì chứ. Ngày chết theo đường này lên hở luôn. Theo đường này hả? Rồi giờ người ta cũng cào lỗ tao đốt, cái nào mà gã thì người ta đào lỗ tao đốt, người ta cào lỗ tao chế xăng tao đốt. À. Vậy đó. Lúc đó mà cảnh tượng sau khi mà trời giờ không gì, cái cảm giác của bà sao? Đi về hay xa xa, xa xa cái con Dũng không? Nha. Đây con đưa cho. Đây chị. Dạ. Về đi qua đây nè. Một đống người ta vậy này, cái một vũng dầu mỡ thôi nó chảy lên đá. Trời. Tóc nó rụng nó gã nằm tại chỗ. Rồi lúc đó bà gặp bà sợ dữ không? Bình thường, nhưng mà mình sợ nó xuống nó giết mình nữa thôi, chứ mà người chết thì mình không có sợ, mình đâu có ở đây đâu mình sợ. Nhưng mà lúc bà gặp xác nhiều vậy cơ. Sát nhiều là người ta cào đốt hết rồi. Sao mà nó dùng mỡ gì linh láng? Thì mỡ nó chảy nó còn đó. Nó tan ra nó chưa có hết. Bị mưa nắng hoài đó. Giờ mình thấy một dũng này nè, mỡ dầu phân người ta, mỡ người ta rồi nó chảy nó linh láng luôn. Cái tóc đó nó rụng tại chỗ luôn. Cục vậy. Xa xa có một cúm. Cũng như là vô ta làm đại khái thôi, còn như ta bỏ hết. Ta về ta dập không à. Đào lỗ dập nào mà chôn được cái thì ta đào lỗ người ta kêu lỗ đỡ nó dập luôn, còn xa quá ta bỏ ta đốt. Là bà chạy ở trên núi bao nhiêu ngày bà chạy núi? Có một ngày là qua ngày sau là xuống dưới Chi Tôn ở dưới, rồi ở 5 ngày ở ngoài cầu số 5, không phải cầu số 5 mà cầu 15 ở đó, rồi ở ngoài dòng sáng nhìn tre đó. Cái tới 10 ngày cái dùm ngồi kìa nhìn sáng che, người ta chèo ghe vô tay rước mình đi chạy máy đó, ta vô tay rước mình ra ngoài chùa Long Châu nhà láng ở đó cũng cỡ năm mấy mới về. Trên này người ta về ở 1-2 người, mình không dám về, mình sợ nó giết mình nữa.
mà nó đi đâu là nó đốt lửa, nó bắn súng chứ nó không có đi im như mình, bởi vì mình biết hết trơn à. Chính đi âm thầm mà nó không biết đâu. Nó vô đây. Bà chạy là bà 19 tuổi. 19 tuổi. À, nó vô đây, nó pháo kích đây, mình biết hết trơn à, nó làm một cái cọc là anh đề ba ở đâu bên kia bên sông á. Mà cái trái pháo ở đây nó sống quen rồi. Chế trái pháo nó đi gần đi xa mình biết hết trơn à. Nó hú đây, nó hú là anh đi tú cái ngoài vùng á. Còn nó làm một cái suốt thì là anh nổ trước mặt mình vậy nè. Là mình biết mình nằm xuống. Mình nằm xuống là miễn đi trên thôi, mình không có trúng. Có người nào xui lắm mới bị gần quá cũng gãy tay gãy giò, cục tay cục giò. Còn nào mà không qua ha mà có phước thì nó cũng qua hết luôn. Mấy cái chảo mà nó sen bự bự nấu cơm đó, ta vô chùa ta trốn đó. Nhưng mà con thấy ngày xưa nó dùng những cái công cụ mà nó đâm ở của phụ nữ rồi xé nít ra đầu ghê quá bà. Ừ, cái đó là ông ngoài đồng á, nó lùi ra đồng nó giết. Có một chú đó ở gần đây nè, ông bị chứng kiến hen. Là nó ra nó bắt cái đồ gia đình ông hết trơn luôn. Rồi đàn ông cái tới ổng là 300 người, tốt đàn bà đó mấy trăm người đó. Người có vô sách thì nó sâu vô sâu rõ sỏ vô cái tìm trong dài nè. Cái hai thằng lính nhỏ nhỏ có lớp 18 tuổi đó. Ông kể nghe, chứ mình không chứng kiến, còn ông chứng kiến ông kể mình nghe. Kể lại mới có lịch sử bán, giờ hết lịch sử rồi. Muốn gì em? Bắt cái tớp ổng là 300 người, sắp hàng là bắn bỏ. Cái tớp trước á thì còn được người, ổng ở cái đuôi thì còn được người là ổng. Cái nằm xuống nằm bộ chết. Nằm bộ chết cái tới tối vậy đó, chặn dạng đi tới luôn người nào mà còn ngáp ngáp đó ha. Đi đá nó trội, phải chết luôn. Cái ổng nó lại gần ổng, ổng nằm tin nằm bao nhiêu người nằm chồng lên ổng. Sát chồng lên mình ổng hả? Ừ. Ổng nằm ở dưới á, cái nó nằm chồng lên cho mấy người chết nằm chồng lên, cái nó vừa tới cái ổng nín thở. Ổng nín thở cái bắt đầu nó đi. Cái đi tối khoảng chừng 6 bây giờ đó, cái ổng mới trốn vô đây nào đó bắt vô giữa đồng á. Trốn vô đây nè, vô đây sợ vô kích bắn nữa. Trời ơi, ổng nói thảm khổ luôn. Cái bò vô đây còn sợ vô kích bắn nữa, rồi cái mới bò vô trong núi. Tối bò vô núi vậy đó. Cái ta gặp ổng vậy, dân ta gặp ổng vậy đó, cái ta đem vô, người ta cho ổng ăn. Trong núi rồi còn người ta trốn. Nhưng mà lúc nào im thì im, lúc nào mà lộn xộn thì ta trốn luôn. Ta không cho nó biết. Về năm. Cái ta đem vô cho ổng ăn, mà ổng ăn đâu có được đâu. Nấu nước, nấu cháo mà lấy nước cho ổng uống từ từ mới cho ổng ăn. Ổng sống rồi, ổng mới kể lịch sử cho mình nghe. Rồi nhà nước mới in lịch sử giao bán. Bây giờ hết có lịch sử rồi. 20 năm nay không có bán lịch sử nữa. Chứ cũng như người ta ở đi sống, còn cái làng mà trước này chết hết trơn, còn sống được 4 người. 4 người? Ừ, 4 người. Là ta để vô lịch sử đó, ta kể cho mình nghe. Là ai bà? Ông Ba Lê, ông cũng mới chết ra 2 năm. Rồi thêm một cô Tư Nga mới chết đây cũng năm mấy, chưa mãn tang. Cô Tư Nga nhà bà gần đây nè. Bà bị nó bắn lẻo rồi nè. Mà sống tới 11 ngày mà bà chưa chết nè. Ồ, cô Tư Nga đã sống 11 ngày, không chết luôn. Không chết, bị bắn lẻo nè. Cái bò đi ban đêm đó, cái bắt đầu là nó đào lỗ kích á. Cái bà đi bà lọt lỗ kích, nó nói bà là ma, nó bắn bà. Cái bà bò sao bà lọt lỗ kích, bà còn sống. Tới 11 ngày, cái vết thương của bà nó có dòi với lớn. Chở đi nước ngoài, điều trị cho bà hết. Rồi cái bà mới kể lợi, rồi cái nhà nước mới in lịch sử cho bán cho mình. 4 người đó là kể đó. Còn người nào nữa bà? Chị Sương ở bên núi nước này nè. Chị Sương đó, chị cũng bị, chị cũng có cũng 9-10 tuổi rồi đó. Chị bò qua bò lại trên má mình, chị má chị gì đó mà chị còn sống đó. Nó không có bắn chị. Là 4 người đó chứng kiến. Là ông bà mới kể đó hả? Ừ. Cái bà Tiên Nga là ở đây. Bà đó bây giờ bà còn sống, bà cũng 8 mấy tuổi rồi, bà mới chết năm ngoái. Rồi anh Ba Lê cũng mới chết đây, là cái người đó còn sống đó. Gia đình ổng nén là vợ con chết hết trơn luôn, ơi nó cũng sống lại đó. Là Ba Lê đó, ổng giờ ổng làm ông chủ trì chùa này nè. Rồi giờ ổng chết rồi, giờ cháu ổng lên. Rồi thêm một chị Sương nữa. Dưới ông Chính Kỉnh là cái ông đó bị bắn là chết mà ổng còn sống lại đó. Dưới còn một anh nữa, một anh đó là ở trên Miên, bị giặc Miên giết chảnh. Trên Miên nó lại xuống đây sống mà còn sống nữa đó. Bắt da bắn bỏ mà còn sống đó. Anh Chính Kỉnh là bà nói mới, ông mới thì hả? Ông đó là ông Chính Kỉnh, đó là ông già. Còn cái chú kia cũng sống một lượt, chứ ông Chính bị bắt á là ông đứng đầu trên, ông Chính Kỉnh đứng đầu dưới, cũng nghe một dây sắp hàng nhà 10 người, 30 người, 300 người vậy đó, bắn nó xuống nó ria nè. Rồi cái người đó còn sống lại rồi đi đâu mất tiêu rồi. Dạ. Còn mấy cái người đã chứng kiến là 4 người còn sống là kể lịch sử lại cho nhà nước tỉnh lịch sử bán đó. 2 năm nay là không có bán lịch sử nữa. Mấy năm trước có
là mình biết cái gì là ổng kể, cái gì là in vô lịch sử hết trơn đó, là như vậy đó, y như tôi nói vậy. Mà tôi thì không có chứng kiến cuộc chết, nhưng mà nghe ổng kể lại cho mình nghe. Người ta nghe đông lắm, không phải mình ơi, mình đâu nhiều người nghe lắm. Như là ổng vô rồi người ta cứu ổng sống, người ta hỏi lịch sử như sao sao thì nó không kể. Ồ, vì là nguyên cái làng Ba Chúc này chỉ còn 4 người còn thôi. Còn 4 người đó, 4 người đó chứng kiến cuộc chết. Còn như tôi là giật mình thì tôi chạy, nhưng mà tôi về thấy xác chết vậy thôi, chứ tôi không biết gì hết. Ông già của tôi, ông cũng chết, tôi cũng biết ông chết nằm nửa trên nửa dưới ở hàng lan chùa, mà ở bên chợ á. Rồi đó, có bắt đầu nó đục cái mặt ổng, nó ăn thời gà nó mổ hết trơn cái mặt rồi, chỉ nhìn áo dài thôi. Rồi người ta biết, người ta chôn ở đó, người ta nói, ừ ba mày là tao chôn cho nó vậy vậy đó. Mà ổng ôm cái gối, ổng kẹp lại như nè, tôi đổ chắc vàng hay gì, ổng để cho ổng mình cũng không biết. Thì sau này bà có lấy cốt cho ông không? Bây giờ xây mã trơn, không chôn đó luôn, không lấy cốt. Rồi sau này mình xây mã lên cho ổng. Xây, mua gạch từ về xây mã cho ổng. Chứ không có lấy cốt, tại vì người ta nói trong đạo, người ta nói ông Từ rồi phải ở đất chùa. Ta không cho đem đâu hết. Cái đó như kỷ niệm của ông Từ vậy đó. Dạ. Ông Từ là phải ở trong chùa. Ông chết, ông nằm chỗ gốc Nam Dồ. Chứ ông tại gốc Nam Dồ. Rồi tôi mua gạch rồi về tôi xây mã cho ông luôn. Chứ không có lấy cốt đi đâu hết. Ta nói vậy đó. Nghe kể là cái câu chuyện đau thương quá hai bà ha. Ôi chết nằm chỗ này nè, nó luyện biên luôn. Chết liễn biên, tôi về tôi thấy người ta cào, người ta dập, tôi nói mười mấy, hai chục cái mã luôn. Chứ hồi chết thì mình không thấy, nhưng mà về thấy mã trong đây nè, lự hết trơn luôn. Vòng vòng đây hả bà? Ừ, vòng vòng khu vực trong thành này nè. Ở trong chùa nữa, nó liễn, cứ như cái hồng ở trên này thờ thần phải không? Cái mình chung với mình trốn đó. Cái đó kia mình lên, mình không lên, đó. Cái nít nó khóc một, nó khóc như vô cái lợp vậy đó. Nó dục của đạn vô chết trơn, còn sót được có người là cái bé. Chết trơn, dục của đạn vô chết trơn luôn. Là vô cái đình đó, đó. Còn chùa này nó pháo chứ pháo vô đây cũng chết bụi hết trơn luôn. Rồi mấy người mà nó bắt đi dọc đường kia đi theo nó ra ngoài đồng mông lớn giải quyết cả thả nó gạt mình đó. Không đi bắn chết tại chỗ chứ nằm đây lừ hết trơn. Hầu chết thì mình không có thấy, nhưng mình về mình thấy người ta đào lỗ thì dập xuống á. Cho đừng thúi á. Trời 2 năm sau còn thúi đó, ở trên núi nó bay xuống á. Người ta chết trong hang biết nhiêu đấy. Ngồi về đàn hậu nó hắt lại nó thúi. Nó bay xuống nó thúi, cỡ một năm mấy mà còn thúi đó. Lúc đó người ta về ở đông đông rồi, cũng như là mười mấy hai chục cái nhà mới có cái nhà vậy đó. Mấy chục hộ mới được cái nhà ở. Ta về thương yêu, mình ngủ mình cũng sợ ma đó. Lúc đó là ma nhát lắm nha. Ma thì có ma. Có ma nhát, nhưng mà mình không đi đêm, mình không bị ma nhát, người ta bị nhát. Ha, mười mấy người đàn ông ở chung nhà. Mới về giữ nhà thăm nhà đó. Nhà nào nó ở thì là còn nguyên. Còn nhà nào mà nó không ở đốt hết trơn. Đốt bỏ. Nhưng mấy cái nhà mà xây tường kính kính đó, là nó ở, nó không đốt. Nhà lá, vách lá, trò chanh là đốt. À, lúc đó bà thấy bên mốt toàn là bọn trẻ trẻ tuổi không hả? Đứa tuổi quân dịch không, 18 tuổi không? Dạ. Cũng như mình đi bắt nghĩa vụ. Ồ. Bà thứ mấy? Thứ hai. Bà hai bán... Lá mối, biết sao không? Đất này nè của bà nậu tôi cho chùa cắt đó. Dạ. Cho chùa cắt rồi con cháu ở vòng vòng. Cho chùa, cắt chùa đó. Bà nói cô Nga khi còn sống ở trên núi nước còn sống hả? Chị Nga nó là bà ở đây, cô Tư Nga là bà ở đây là sao? Cô gì còn sống? Chị Sương. Cô Sương, ở núi nước hả bà? Ừ, ở chỗ đường ô chứ không tới núi nước. Đường ô là đây là đường ô, rồi mới tới núi nước. Dạ. Núi nước xa thêm chút nữa, hơn cây, à, không tới cây đâu. Con cảm ơn bà ha. À, dạ thưa cô bác quý anh chị, sau một thời gian Bùi Hồ đi tìm hiểu những người dân xung quanh sống ở đây, và ngay cả đến khi mà Bùi Hồ đến ngôi chùa theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa này hỏi về sự tích cây dầu, thì tất cả những ông Từ hay là cô bác quý anh chị đều nói thì cây dầu với lại cây dầu linh thiêng này và cây đá Lâm Dồ kia thì cũng không ai biết rõ. Còn về phương diện du di thì mỗi người mỗi một suy nghĩ khác nhau. Nhưng đối với Bùi Hồ nơi đây thì cây dầu này nó làm khi mà án ngữ giữa đường như thế này, nó giống như là một cái con đường hai chiều. Và vì đặc điểm cây dầu đứng giữa đường như thế thì mọi người sẽ biết đến địa danh huyện Chi Tôn, địa danh Ba Chúc của huyện Chi Tôn nhiều hơn, và đặc biệt là tỉnh An Giang. Về cái phương diện du di thì Bùi Hồ không biết nói như thế nào, nó là một điều khó lại lý giải luôn. Và khi mà cây dầu sống hơn trên 300 năm như thế này, và thì mọi người nghĩ khi mà mọi cô bác quý chị chia sẻ thì có rất là nhiều người đã bỏ mạng khi đến cây dầu, như đụng chạm đến cây dầu này.
và không biết sự trùng hợp hay là như thế nào, nhưng mà đối với những cái cây như thế này nè, cực kỳ linh thiêng và nó mang một cái ý nghĩa lịch sử, là một cái chứng tích lịch sử. Cây dầu này là một chứng tích lịch sử từng trải qua những cái thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ cũng như là thời kỳ Pol Pot. Và chúng ta thấy là trong những cái khi du lịch về vùng đất An Giang á, thì mọi người đến đây muốn được chiêm ngưỡng một cây cây dầu án ngữ giữa đường như thế này, rất là đẹp đúng không? Nhìn những cái tàn lá tùm xanh tươi kia, nó làm phủ xanh một cái màu xanh ở nơi những cái chùa như thế này, nhìn rất là đẹp luôn đó. Thì mình mong là càng ngày thì những cái tán lá ở trên thì nó càng mong ra đẹp nữa để thêm cho thành cho cái xã Ba Chúc này những gọi là sự kỳ bí ha. Ở đằng kia thì ngay cả đằng kia một cái cục đá mà dòng xây đằng kia đó, thì Bùi Hồ nó cũng thấy một cái sự nào đó nó mang một cái nét độc đáo riêng của vùng Ba Chúc An Tri Tôn An Giang. Và đến đây thì chắc có lẽ là Bùi Hồ dừng đi clip này tại đây. Thì mong mà cô bác quý anh chị khi mà về vùng đất Ba Chúc Tri Tôn của An Giang thì ghé tham quan một cái cây dầu trên 300 năm tuổi và rất là đặc biệt như thế này nha.